Anh ơi, để em quay chi tiết hai cây cho anh xem nhá. Cái cây đầu tiên là thoát được một mét rưỡi, hơn 1,5 mét. Và tán bóng của nó như thế này, rất là đầy đặn, dày dặn tán bóng. Cái vanh gốc của nó là 30, em đo rồi ạ. Cái chậu này là chậu lục giác và cái chiều cao của chậu là 55. Còn đâu cái chiều dài của một cái cạnh chậu là 65. Cây đẹp lắm. Với cả đây em quay các cái gốc cho anh thấy. Thứ nhất, hàng này là hàng gốc hồng, có ghép một vài cái cành đỏ ở kia. Đấy, nhìn có một vài cái cành đỏ. Đấy. Nhưng còn gốc nguyên bản của nó là màu hồng ấy nhá. Đây, gốc rễ nó đẹp như này. Với cả thân nó rất là nuột. Anh thấy nó láng bóng, nó luột chứ nó không kiểu bị sâu xia, nó không bị kiểu dạng như mục ruỗng ấy. Cái cây tường vi nó rất là đẹp luôn. Đấy, cành tán nó có bóng lừ như này, đẹp như này. Đấy, rất là đẹp. Rễ đẹp, thuần chậu rồi nhanh nhá. Đây, 1, 2, 3, 5, 6. Chậu dài 55 và thành là 56 nhá. Chứ không phải là 6, chứ không phải 65. Cây thứ hai đi ạ. Cây thứ hai cũng vanh 30 anh ạ. Nó có cái độ lượn vát của cái thân như này. Cái gốc của nó cũng chắc chắn như thế, chứ nó không bị kiểu mục, chắc chắn luôn ạ. Rất đẹp luôn anh ạ. Tán bóng của nó đây. Em đứng xa để cho anh nhìn thấy cái tổng thể của cây. Đấy, anh cứ ngắm nghía kỹ lưỡng xem anh chốt cái cây nào thì anh thông tin em. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây tường vi hồng ạ, gốc nguyên bản, đã vào chậu thuần chậu như này, vanh 30, thoát thì cây này thoát dài hơn ạ. Cây này thoát khoảng tầm 1,7 m. Cây này thoát hơn 1,5 m. Chiều cao thì chắc cũng phải tầm được 3 m anh ạ. Quan trọng là vấn đề thuần chậu rồi ạ. Đấy, anh xem anh ưng cây nào anh báo em nhá. 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các bạn ạ.